Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị và các bạn, hơn 7 giờ sáng ngày 31 tháng 7, việc tìm kiếm nạn nhân thứ tư được tiếp tục triển khai với sự tham gia của công an, quân đội, đơn vị quản lý đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải cùng với hàng chục loại phương tiện chuyên dụng như máy đào, máy xúc. Công an địa phương còn sử dụng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân. Trước những diễn biến phức tạp của mùa lũ ở các tỉnh phía Nam gây thiệt hại về người và tài sản, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có công điện khẩn chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh. Theo Công điện, trước tình hình mưa nhiều, liên tục trong thời gian qua, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng sạt lở làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tính mạng, tài sản của người dân. Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30 tháng 7, do tình hình thời tiết tiếp tục mưa lớn, liên tục, gây sạt lở đất tại km 103 100, quốc lộ 20, với khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, chiều dài sạt lở khoảng 50 mét chiều cao 3 mét, gây ách tắc giao thông, hư hại một số tài sản của nhà nước và nhân dân. Để chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các khu vực đèo dốc, khu vực các công trình dưới chân mái ta luy, khu vực đồi dốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc và huyện Đạo Hoài phải chỉ đạo lực lượng Công an, quân đội và các lực lượng tại địa phương huy động, tăng cường đầy đủ, kịp thời nhân lực, máy móc, phương tiện, thiết bị để tập trung tổ chức cứu hộ cứu nạn tại khu vực sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, chuẩn bị các phương án nhân lực, phương tiện để sẵn sàng phối hợp với chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cứu nạn cứu hộ tham gia khắc phục hậu quả ngay khi có sự cố xảy ra và đưa người dân đến nơi an toàn đối với ủy ban nhân dân các huyện thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc phải khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giả soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện, cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi có mưa lớn, trong đó tập trung đối với các khu vực đồi núi dọc các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường huyện nhất là khu vực tập trung dân cư để chủ động huy động phương tiện nhân lực của địa phương mình chủ động xử lý ứng phó chống sạt lở đất đá và cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân phòng tránh hạn chế qua lại sơ tán ngay các hộ dân tại các khu vực chân núi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị kiên quyết tổ chức di rời, sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân núi, khu vực có độ dốc lớn, nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng thời chủ động phương án hỗ trợ, ổn định nơi tránh trú, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di rời. Phân công lãnh đạo triển khai các lực lượng trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác hướng dẫn người và phương tiện qua lại tại các gầm tràn đoạn đường bến đò tại các khu vực nguy hiểm sạt lở đất để đảm bảo an toàn về người và tài sản người dân kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về tập kết vật liệu công trình nhà xưởng xây dựng trái phép ở lòng bãi sông suối gây cản trở thoát lũ tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình trạng thời tiết trong thời gian tới để kịp thời thông tin cảnh báo đến người dân Bên cạnh đó, chủ động bố trí cán bộ tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lớn liên tục. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải khẩn trương kiểm tra giả soát và có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống công trình canh, mương hồ, chứa thủy lợi thủy điện. Công trình xây dựng đang thi công dở dang trên 1 trên 3 ứng phó, nhất là các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn. Phối hợp với Sở Công Thương, chỉ đạo các công ty thủy điện, vận hành các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng quy trình vận hành, có phương án xả lũ hợp lý đối với các hồ đập thủy lợi trên địa bàn, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ dù. Sở Giao thông Vận tải cũng phải chủ động phối hợp với các sở, cơ quan, địa phương, tổ chức kiểm tra giả soát để phát hiện và kịp thời xử lý các đoạn đường có nguy cơ mất an toàn giao thông các đường dân sinh đấu nối với đường tỉnh lộ quốc lộ bổ sung sửa chữa hệ thống an toàn giao thông kịp thời khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa bão gây ra đối với các tuyến đường được giao quản lý nhất là các tuyến đường huyết mạch đường giao thông đối ngoại của địa phương chuẩn bị vật tư dự phòng huy động máy móc trang bị để kịp thời khắc phục sự cố xây dựng phương án phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông khi có tình huống xấu xảy ra đài khí tượng thủy văn tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết trên địa bàn tỉnh phối hợp với đài phát thanh truyền hình tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo kịp thời về tình hình mưa lũ đến các vùng sâu vùng xa vùng ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp để các cấp chính quyền địa phương cơ quan đơn vị và người dân biết chủ động ứng phó và triển khai phương án phòng tránh di rời người dân đến nơi an toàn Liên quan tới vấn đề này, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về việc tập trung các vụ hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo đó, nội dung công điện số 691 CDTTG về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt kịp thời có hiệu quả công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công điện số 607 CDTTG ngày 1 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng chống sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt thiên tai mưa lớn vừa qua đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt của người dân nhất là tại các tỉnh lâm đồng bình thuận bình phước kiên giang Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích, thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với các cán bộ chiến sĩ cảnh sát bị nạn theo quy định, chỉ đạo đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở kiểm tra ra soát, phát hiện xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án chủ động đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương, nhất là Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương xử lý khắc phục ngay các vị trí sạt lở, ngập sâu, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng để có biện pháp cụ thể bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính, đặc biệt là tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết và tuyến quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là mưa lũ sạt lở đất, cung cấp kịp thời thông tin về thời tiết, thiên tai, nguy cơ sạt lở để phục vụ công tác ứng phó, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện theo chức năng quản lý nhà nước được giao; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ Quốc phòng, Công an theo dõi tình hình thiên tai, sự cố, chủ động chỉ đạo và phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả; Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai chủ động chỉ đạo kiểm tra đồn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả hạn chế thiệt hại do thiên tai công điện gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên và môi trường giao thông vận tải công thương quốc phòng công an chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh lâm đồng gia lai con tum đắk lắc đắk nông ninh thuận bình thuận bình phước đồng nai tây ninh bình dương cũng trong sáng ngày 31 tháng 7, đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lũ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng. Trên những diễn biến phức tạp của mưa bão gây sạt lở tại đèo Bảo Lộc và một số địa phương khác, ở các tỉnh phía Nam, các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ di rời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn để hạn chế những thiệt hại về người và tài sản chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên tình trạng sạt lở do mưa bão ở các tỉnh phía nam trên kênh youtube tạp chí việt times cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại